X51 Story mến chào quý thính giả. Núi Côn Luân ở Trung Quốc là một nơi rộng lớn với nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Mặc dù những ngọn núi này không phải là nơi để du lịch nhưng vì có nhiều bí ẩn kỳ lạ xảy ra đối với những người tò mò bước chân vào vùng cấm địa này. Có thể nói rằng núi Côn Luân là một trong những ngọn núi linh thiêng ở Trung Quốc. Nó có độ cao 4.767m và dài 2.500km. Ngọn núi này cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim thần thoại ở Trung Quốc nhưng các cảnh quay đều được thực hiện ở khu vực ngoài rìa, không ai dám đặt chân vào sâu bên trong. Núi Côn Luân đối với một số người thì nơi này rất bí ẩn và nguy hiểm. Đây là nơi mà có cả lính bảo vệ quanh năm và người nước ngoài bị cấm vào. Chính vì thế, rất nhiều người tò mò về những điều kỳ lạ và những truyền thuyết xảy ra đối với ngọn núi này. Theo truyền thuyết, núi Côn Luân là nơi khởi nguồn của dân tộc Trung Hoa. Ngưỡng vọng Côn Luân chính là ngưỡng vọng lãnh thổ Trung Hoa rộng lớn. Ngưỡng vọng Côn Luân chính là ngưỡng vọng văn hóa của dân tộc Trung Hoa. Truyền thuyết kể rằng, núi Côn Luân là cung điện của thiên đế tại nhân gian, và nó cũng là cột chống trời, có thể dẫn thẳng lên thiên giới. Theo cuốn sách cổ, Hoài Nam Tử, núi Côn Luân có 3 tầng. Tầng thứ nhất gọi là Lương Phong Chi Sơn, người bình thường nếu có thể leo lên đến đỉnh của tầng này sẽ được trường sinh bất lão. Nhưng khi đến đó, bạn sẽ thấy mình đang đứng dưới chân một ngọn núi khác. Nếu bạn tiếp tục leo lên, bạn sẽ có siêu năng lực và có thể hô phong hoán vũ. Và khi bạn đến đó, bạn chỉ còn một bước nữa là trở thành thần tiên. Nếu bạn nỗ lực tiến tiếp lên, bạn sẽ đến Thái Đế Chi Cư, đó chính là thiên đình, nơi ở của thiên đế. Lúc này, bạn đã bước vào cảnh giới của thần. Lúc này, nữ thần của ngọn núi, Tây Vương Mẫu, sẽ sắp xếp một bữa tiệc ở Giao Trì để chào đón bạn. Trong Sơn Hải Kinh, nói rằng nơi ở của Tây Vương Mẫu là núi Ngọc Sơn, như tên gọi của nó, nơi đây sản sinh ra rất nhiều ngọc. Và Giao Trì còn được gọi là Ngọc Trì. Tuy nhiên, thứ mà Tây Vương Mẫu thích tặng người nhất không phải là ngọc bội, mà là tiên dược trường sinh. Khi Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời, Tây Vương Mẫu đã tặng cho ông 2 viên. 2 viên tiên dược này cũng là nguyên nhân của câu chuyện Hằng Nga bay lên cung trăng sau khi uống. Ở biên giới Tây Bắc Trung Quốc có một dãy núi kéo dài hơn 2.500 km, bắt đầu từ phần phía đông của dãy Pamir, đến thung lũng thượng nguồn phía đông sông Cai Đam, giáp lưu vực Tarim và lưu vực Cai Đam ở phía bắc, đi qua Tân Cương và Tây Tạng, kéo dài đến Thanh Hải, với độ cao trung bình hơn 5.500m, có hơn 30 đỉnh cao hơn 7.000m. Đây là dãy núi Côn Luân được mệnh danh là Vạn Sơn Chi Tông và Long Mạch Chi Tổ. Người xưa cho rằng núi Côn Luân huyền thoại nằm trải dài hàng ngàn dặm. Bằng chứng quan trọng nhất cho điều này đến từ Sơn Hải Kinh. Nói về Sơn Hải Kinh, người ta cho rằng đó là những ghi chép do Đại Vũ viết khi ông trị thủy. Nhiều câu chuyện thần thoại phổ biến như Khoa Phụ đuổi mặt trời và Tinh Vệ lấp biển đều bắt nguồn từ cuốn sách này. Phiên bản gốc nhất của Sơn Hải Kinh có một số lượng lớn hình ảnh và văn bản chỉ là một ghi chú bên lề. Thật đáng tiếc khi những bức ảnh sau khi được truyền lại đã không còn, chỉ còn lưu lại văn tự, nhưng nó cũng đã bị giảm từ 32 chương xuống còn 18 chương mà chúng ta thấy hiện nay, nhiều nội dung chưa hoàn thiện, mọi người chỉ có thể điền vào những khoảng trống với trí tưởng tượng. Các hình minh họa mà chúng ta thấy bây giờ đều được thêm vào thời nhà Minh, không phải là phiên bản gốc và giá trị tham khảo bị hạn chế. Trong sách rất nhiều kỳ thú quý hiếm, ở Trung Quốc không tìm thấy địa danh đối ứng, cho nên bao nhiêu năm nay, người ta coi Sơn Hải Kinh là cuốn sách kỳ quái, cho rằng nội dung của nó hoang đường, không đáng tin cậy. Mãi đến những năm 1960, chuyên gia nghiên cứu khảo cổ học người Mỹ, tiến sĩ Henry S. Mack đã tìm thấy tất cả các ngọn núi ở Sơn Hải Kinh và Đông Sơn Kinh ở châu Mỹ. Giới học thuật chợt nhận ra rằng đây là một cuốn sách từ thời cổ đại xa xưa về lịch sử tự nhiên thế giới. Trong cuốn lịch sử tự nhiên này, núi Côn Luân hiển nhiên có một vị trí then chốt. Nó nằm ở phía tây bắc của Trung Quốc và là nơi khởi nguồn của Hoàng Hà, dưới chân núi có dòng sông đến lông chim cũng không nổi, gọi là Nhược Thủy, ngoại vi có một ngọn núi lửa không bao giờ tắt, ném bất cứ thứ gì vào đó sẽ bốc cháy. Những điều kiện địa lý này, dãy núi Côn Luân là đáp ứng được. Nguồn của sông Hoàng Hà là núi Bayankala thuộc dãy núi Côn Luân, hơn nữa, sông Chuma, một trong 3 nguồn của sông Dương Tử, cũng bắt nguồn từ Kekesili ở dãy núi Côn Luân. Ở lối vào phía đông bắc của dãy núi Côn Luân, có hẻm núi Narangon, được gọi là thung lũng chết. Một số nhà địa chất đã xác minh rằng có một đầm lầy ở dưới cùng của hẻm núi và có một dòng sông ngầm chảy qua nó. Nếu ai đó bước vào đầm lầy, họ sẽ bị kéo xuống vực sâu bởi sức hút rất mạnh của sông ngầm. Chẳng lẽ dòng sông ngầm này chính là dòng Nhược Thủy trong truyền thuyết? Dãy núi Côn Luân cũng có một nhóm núi lửa hiếm có trên cao nguyên, với hơn 70 ngọn núi lửa. Trong số đó, núi lửa Muji cao tới 5.808m so với mực nước biển, là ngọn núi lửa cao thứ hai ở Đông Bán Cầu. Những ngọn núi lửa này có tương ứng với núi lửa được nhắc đến trong Sơn Hải Kinh, không? Sau khi dãy núi Côn Luân vào địa phận Trung Quốc, có 3 ngọn núi phủ tuyết trên 7.000m ở lối vào cực Tây. Nó được gọi Côn Luân Tam Hùng. Với sức mạnh, kiềng 3 chân đối đầu, nó đã ôm trọn hồ Karakum vào lòng.
Hồ Karakul là hồ cao nhất thế giới, đồng thời cũng là hồ nước mặn, trong hồ không có tôm cá, lặn sóng. Nhưng ở hồ có một đặc điểm, chỉ cần thời tiết đẹp vào buổi sáng, màu sắc của hồ sẽ thay đổi theo ánh sáng của mặt trời mọc, khi thì xanh lam, khi thì vàng nhạt, khi thì cam, khiến người ta có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Và khi thời tiết xấu, mây mù dày đặc, mặt hồ sẽ trở nên đen kịt, sâu như mực, rất đặc biệt. Cái tên hồ Karakul có nghĩa là hồ đen, trong tiếng Kyrgyz địa phương. Trùng hợp thay, trong Sơn Hải Kinh, núi Côn Luân ở gần Hắc Thủy. Có sự tương ứng nào giữa Hắc Thủy này và hồ nước đen ở đây không? Theo truyền thuyết của người dân địa phương, hồ Karakul là giao chỉ của Tây Vương Mẫu. Trong Mục Thiên Tử truyện, thời Chiến Quốc có một câu chuyện rất nổi tiếng về Chu Mục Vương gặp Tây Vương Mẫu. Tương truyền Chu Mục Vương đã vượt qua đầu nguồn Hoàng Hà để du ngoạn về phía Tây và đi ngang qua quốc gia nơi Tây Vương Mẫu sinh sống. Ông dâng gấm và lụa trắng cho Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu mừng lắm, bèn mở yến tiệc ở sao trì để chiêu đãi ông, rượu đã cạn thì ca một khúc. Người dân địa phương nói rằng Tây Vương Mẫu là một tộc trưởng trong tổ tiên của họ, và nơi bà gặp vua Mục Vương là trên bờ hồ Karakul. Khung cảnh hoành tráng năm đó đã được ghi lại trong bức tranh trên tường ở hang 423 ở Đôn Hoàng, nếu bạn không tin, bạn có thể kiểm tra thử. Quan trọng hơn giao trì, núi thần Côn Luân được miêu tả là ngọn núi cao nhất thế giới như một cây cột vươn tới bầu trời. Nơi sinh của dãy núi Côn Luân là cao nguyên Pamir, được người dân địa phương gọi là Pamir Junior. Nó có nghĩa là mái nhà của thế giới. Mặc dù chúng ta thường nghe nói rằng cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng là mái nhà của thế giới, nhưng trong nhiều bách khoa toàn thư nước ngoài, chẳng hạn như bách khoa toàn thư Britannica, cái tên nóc nhà của thế giới được đặt cho cao nguyên Pamir. Trên thực tế, cao nguyên Pamir được chia thành hai phần đông và tây. Dãy núi Côn Luân nằm ở cao nguyên đông Pamir, độ cao ở đây lên tới hơn 5.000 m, cao hơn nhiều so với cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng có độ cao trung bình 4.500 m, có thể nói là cao nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều học giả ở Ấn Độ chỉ đơn giản định nghĩa nơi này là ngọn núi linh thiêng cao nhất trong tín ngưỡng truyền thống của Ấn Độ. Núi Tuji cũng là nơi ở của các vị thần Ấn Độ. Điều này tương tự như định nghĩa về núi Côn Luân của người Trung Quốc cổ đại. Sau khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, khái niệm núi Tuji cũng du nhập vào Trung Quốc. Trong nhiều cuốn sách cổ, núi Côn Luân còn được gọi là núi Tuji. Dương Quân Tùng, một bậc thầy phong thủy vào thời nhà Đường, đã nói trong cuốn sách Hám Long Kinh, núi Tuji là xương của trời và đất, trấn giữ trời đất như một người khổng lồ. Giống như lưng và cổ của con người, các chi của rồng được sinh ra đột ngột. Núi Tuji ở đây là núi Côn Luân. Vậy bài thơ của ông có ý nghĩa gì? Nói một cách đơn giản, núi Côn Luân là nơi sinh ra các long mạch trên thế giới. Trong nền văn minh Trung Quốc 5.000 năm của chúng ta, người ta nói rằng bất kỳ gia đình nào có thể tìm thấy long mạch và nếu nắm được long mạch này đều có thể thống trị thiên hạ. Làm thế nào để nắm được long mạch? Đó là một ngọn núi có phong thủy tốt. Ngọn núi nơi có long mạch nhất định phải có đầu có cuối, có gốc có nguồn, có sinh khí xuyên suốt bên trong, bề ngoài thăng trầm không ngừng, tràn đầy sinh khí. Theo giới phong thủy, tổng cộng có 5 long mạch như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ dãy núi Côn Luân. Trong số đó, Trung Quốc có 3, đó là Bắc Cán Long, Trung Cán Long và Nam Cán Long. Bắc Cán Long bắt nguồn từ núi Chimantak, đi dọc theo sông Hoàng Hà, đi qua các khu vực phía Bắc Thanh Hải, Cam Túc, Sơn Tây, Hà Bắc và ba tỉnh phía Đông, và kéo dài đến núi Pektu trên bán đảo Triều Tiên, và cuối cùng nối liền với quần đảo Nhật Bản. Bắc Kinh và Thiên Tân nằm trên long mạch này. Trung Cán Long bắt đầu từ núi An Mã Khánh, đi qua khu vực giữa sông Hoàng Hà và sông Dương Tử, bao gồm Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Bắc, Hồ Bắc, An Huy, Sơn Đông và kết thúc ở biển Bột Hải, các thành phố nổi tiếng như Tây An, Lạc Dương và Tế Nam thuộc Trung Cán Long. Nam Cán Long bắt đầu từ núi Kekesili, đi qua núi Ta Niên Ta Oang, dọc theo sông Dương Tử qua Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang và miền Nam Giang Tô rồi đi vào biển. Hồng Kông và Thượng Hải thuộc Nam Cán Long. Vẫn còn 2 con rồng hướng ra thế giới. Trong số đó, con rồng phía Tây Bắc hướng đến châu Âu, trong khi con rồng phía Đông Bắc vượt đại dương đến châu Mỹ. Điểm xuất phát của rồng phía Tây Bắc là dãy núi Thiên Sơn ở Tân Cương. Ở phía Tây Bắc của dãy núi Thiên Sơn, dãy núi Matak và dãy núi Gonggye đã được hình thành và hướng về phía Tây, sau khi đi qua Kazakhstan và Turkmenistan, hình thành dãy núi lớn hơn là Kapka. Sau đó, khí của Long Mạch tiến vào Rumani, đi về phía Tây, hình thành dãy núi ép xuyên qua Pháp, Thụy Sĩ và Áo. Sau đó mở rộng đến Tây Ban Nha rồi qua Vương quốc Anh trước khi dừng lại. Dòng Đông Bắc đi theo hướng Đông Bắc của dãy núi Thiên Sơn, sinh ra dãy núi Beta và dãy núi Altai ở Mông Cổ, sau đó di chuyển qua 2 ngọn núi, tiến vào Nga, rồi vượt qua Siberia, qua eo biển Bering, và đến bờ bên kia của Hoa Kỳ, nó sinh ra dãy núi Alaska, rồi quay về phía Nam, xuống tận Canada, và sinh ra dãy núi Rocky nổi tiếng. Dãy núi Rocky rất dài,
khí long mạch trải dài đến Mexico, sau đó dọc theo kênh đảo Panama đến Nam Mỹ, bao trùm các dãy núi lớn ở Nam Mỹ. Đó là lịch sử và tình trạng của năm long mạch lớn. Trong số 24 triều đại cổ đại ở Trung Quốc, mỗi triều đại đều có long mạch riêng. Long mạch của Hoàng đế ở lưu vực sông Hoàng Hà ở Trung Nguyên, long mạch của Đại Vũ ở núi Cửu Long thuộc huyện Văn Xuyên, Tứ Xuyên ngày nay, long mạch của nhà Thương ở lưu vực sông Hoàng Hà, long mạch nhà Chu ở Kỳ Sơn, long mạch nhà Tần ở Hàm Dương. Vậy thì tại sao tất cả các long mạch trên thế giới đều chảy ra từ núi Côn Luân? Một số chuyên gia phong thủy đã phân tích như sau. Có một câu nói phổ biến trên Internet gọi là vụ nổ tiểu vũ trụ. Nếu tiểu vũ trụ của ai đó nổ tung, năng lực của người đó sẽ lập tức xuất hiện, giống như được thần linh giúp đỡ. Trên thực tế, thuật ngữ tiểu vũ trụ xuất phát từ đạo giáo. Đạo giáo cho rằng cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, có mối quan hệ tương ứng nhất định với vũ trụ, vì vậy nó chú ý đến sự hợp nhất của con người và thiên nhiên. Trong kinh mạch của cơ thể con người có một số huyệt đạo đặc biệt, sau khi khai thông có thể liên tục hấp thụ năng lượng từ vũ trụ. Nếu bạn có thể làm điều đó, thì bạn đã là một người có siêu năng lực. Chẳng phải trong tiểu thuyết võ hiệp có nói, một khi hai mạch nhâm đốc khai mở, nội công sẽ vô tận sao? Mặc dù đó có thể là một sự cường điệu trong nghệ thuật, nhưng người ta nói rằng nghệ thuật đến từ cuộc sống, hoặc cũng có thể trong không gian mà chúng ta không nhìn thấy, những huyệt đạo như vậy thực sự tồn tại. Vậy chúng ta hãy mở rộng tư duy và nghĩ xem, thân thể con người là một tiểu vũ trụ, vậy vũ trụ có thể là một thân thể lớn của con người không? Sau khi bản cổ khai thiên lập địa, chẳng phải tóc biến thành cây cỏ, thân thể biến thành sông hồ, biển cả, như vậy chẳng phải địa cầu cũng sẽ tương ứng với thân người sao? Trên thực tế, Sơn Hải Kinh còn có tên gọi khác là ngũ tạng thực chất là ngũ tạng tương ứng với tim, gan, phổi, thận và lá lách. Nếu Sơn Hải Kinh tương ứng với một bản đồ thế giới, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng cực nam của trái đất trông rất giống đầu người. Úc giống như trái tim, châu Phi và Nam Mỹ là hai lá phổi, Bắc Mỹ là lá lách, Âu Á là gan và tiểu lục địa Nam Á là túi mật dưới gan. Khu Greenland của châu Âu là quả thận. Trái đất giống như bào thai trong bụng mẹ, lơ lửng trong không trung với cái đầu to chúc xuống dưới. Chúng ta không biết Đại Vũ đã đi khắp thế giới như thế nào và làm thế nào ông ấy hiểu được những điều này. Tuy nhiên, thuyết lục phủ ngũ tạng này hiện nay đã được ngày càng nhiều người thừa nhận. Cho nên vì trái đất tương ứng với cơ thể con người, nên kinh mạch đương nhiên phải tương ứng. Giới phong thủy tin rằng những long mạch chảy ra từ núi Côn Lôn là kinh mạch của trái đất. Long mạch lớn sinh ra long mạch nhỏ, giống như các nhánh cây tản ra, khống chế toàn bộ địa mạch vận hành, duy trì địa cầu luân chuyển trong không gian vô hình. Và núi Côn Lôn chính là loại huyệt đạo đặc biệt đó, có thể thông với vũ trụ sau khi khai thông, giúp trái đất thu được năng lượng từ vũ trụ. Nếu người Ai Cập cổ đại sử dụng các kim tự tháp để lấy năng lượng từ vũ trụ, thì dãy núi Côn Luân có thể là những kim tự tháp được thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.